dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Báo Hàn Quốc muốn đội nhà chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết. Tờ Chosun tỏ ra hào hứng trước viễn cảnh U23 Hàn Quốc có thể chạm trán một trong hai đối thủ là Việt Nam hoặc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở tứ kết U23 châu Á 2020. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Hàn Quốc rơi vào bảng C với những đối thủ khó chơi U23 Uzbekistan, Iran và Trung Quốc. Tuy nhiên, phóng viên Kim Jong của tờ Chosun không quá lo ngại và vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà. Tác giả viết, để giành vé dự Olympic 2020, U23 Hàn Quốc ít nhất phải vào tới bán kết. Trước tiên, toàn đội vượt qua vòng bảng, nơi có sự góp mặt của nhà vô địch U23 Uzbekistan và đội tuyển U23 Iran. Tuy nhiên, đội tuyển U23 Hàn Quốc rất mạnh và tự tin có thể vượt qua vòng đấu bảng. Nếu vượt qua vòng bảng, thầy trò ông Kim Hak-bum chạm trán một trong số các đội bóng là U23 Việt Nam, UAE, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hoặc Jordan. Trong số này, Việt Nam và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là hai cái tên khiến tác giả lo ngại. Kim nhận xét, U23 Việt Nam có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một bước đi của huấn luyện viên Park đều nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại Hàn Quốc. Nếu diễn ra, trận đấu này hứa hẹn sẽ nóng và là một ngày hội lớn của người dân hai nước. Còn với U23 Triều Tiên, cái tên này gợi nhắc về trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 10, nơi đội tuyển Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hòa nhau tỷ số không đều. Nếu không chạm trán tại tứ kết, U23 Hàn Quốc vẫn có thể đối đầu hai đối thủ này. Dù gặp ở bất kỳ vòng đấu nào, U23 Việt Nam và Triều Tiên vẫn sẽ là những đối thủ thú vị và là thuốc thử mạnh nhất cho thực lực của thầy trò ông Kim Hak-bum, tác giả nhận định. 20 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân chạm trán đội tuyển U23 Trung Quốc. Một ngày sau, U23 Việt Nam và U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ lần lượt ra sân đối đầu các đối thủ UAE và Jordan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.